6. Bức thư từ nước Mỹ. Thế là những đứa trẻ đã rời khỏi nhà. Sáng hôm sau, ông Toby mới biết điều đó, nhưng ông không buồn phiền gì nhiều. Ông đi vào bếp và chuẩn bị bữa ăn sáng cho mình. Ông quyết định không nghĩ về những đứa trẻ. Chúng nó sẽ về nhà thôi. Ông tự nhủ. Ông không rửa bát đĩa, cứ bảo bừa chúng trong bếp. Hôm đó, ông Toby đến công sở muộn. Ông đến muộn đấy, ông Toby ạ. Cô thư ký Smith nói. Ngài Burden muốn gặp ông, ngài đến đây và hỏi ông. Cảm ơn cô. Ông Toby nói. Tôi sẽ đến gặp ngài Burden ngay đây. Ông Toby gõ cửa phòng Burden và đi vào. Burden nhìn ông chằm chằm. Ông Burden là một người đàn ông gầy gò, chỉ lưa thưa vài sợi tóc trên đỉnh đầu. Ông đã đến muộn, ông Toby. Burden nói. Tôi xin lỗi, thưa ngài. Tôi có điều muốn nói với ông. Vâng ạ, có chuyện gì xảy ra thế, thưa ngài? Tôi vừa nhận được một bức thư từ nước Mỹ vào sáng nay. Nếu tôi không nhầm, thì nó liên quan tới ông. Liên quan tới tôi? Ông Toby ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy. Burden đáp. Ngài muốn nói điều gì ạ? Bà Dover là vợ của ông phải không? Vâng ạ, nhưng cô ấy đã chết cách đây vài năm rồi. Trước bà ấy tên là O'Flaherty phải không? Vâng ạ. Và bà ấy có hai đứa con riêng trước khi ông lấy bà ấy. Đúng thế ạ, nhưng tôi không hiểu ngài nói về chuyện ấy để làm gì. Thôi được, bức thư từ nước Mỹ này đã kể cho tôi biết rằng chú của bà ấy vừa mới chết. Ông ta để lại một khoản tiền cho các con của bà ấy, nếu bà ấy có con. Còn như bà ấy không có con hoặc chúng đã chết, thì khoản tiền ấy sẽ cho người anh em của bà Dover sống ở Mỹ, ông Gerard O'Flaherty. Bây giờ ông suy nghĩ gì về việc này? Với tư cách là người giám hộ hợp pháp của chúng, ông sẽ nhận khoản tiền đó. Burden nói. Nhưng bây giờ thì tôi không có chúng nữa. Sáng nay, lúc thức dậy, tôi không còn nhìn thấy chúng nữa. Chúng trốn khỏi nhà từ đêm qua. Tôi nghĩ thế. Nhưng chúng đi đâu? Tôi không biết. Ông đã báo cho cảnh sát chưa? Chưa, tôi chưa báo. Chưa à? Ông Burden ngạc nhiên, vừa lấy điện thoại. Tôi muốn nghe lời khuyên của ngài, thưa ngài Burden. Bây giờ tôi gọi cảnh sát đã. Tôi nghĩ rằng những người thân thích thuộc dòng máu Ireland, họ sẽ chụp lấy những đứa bé. Ông Toby nói. Cô ấy và người chồng trước thường đưa con đến chỗ họ chơi vào những ngày nghỉ. Chà, nếu họ làm như thế, những đứa trẻ tất phải yêu cầu sự bảo trợ của tòa án ngay lập tức. Khi viên cảnh sát đến, ông ta hỏi Toby. Ông là người giám hộ hợp pháp của chúng chứ? Viên cảnh sát với dáng người cao, mái tóc đen hỏi. Vâng ạ. Ông Toby đáp. Chắc là ông yêu thương chúng. Tôi đã dành cho chúng toàn bộ cuộc đời tôi, mọi người đều biết như vậy. Chúng lớn chưa? Đứa con trai khoảng 12 tuổi, còn đứa con gái 7 tuổi. Lần cuối cùng ông thấy chúng vào lúc nào? Vào bữa ăn tối ngày hôm qua. Sau khi uống trà tối ông đi vắng à? Vâng ạ, tôi thường đến quán con rồng đỏ vào buổi tối. Chúng đi ngủ khi ông về nhà chứ? Tôi không rõ, lúc đó đã rất muộn và tôi không vào phòng chúng. Tôi nghĩ những đứa trẻ có khả năng rời khỏi nhà khi ông đang ở trong quán. Tôi cũng cho là như thế. Chắc chúng đi tàu thủy. Viên cảnh sát nói. Ngài phải tìm chúng nó, ngài cảnh sát ạ. Ông Toby nói. Bây giờ chúng nó là cả cuộc đời của tôi đấy. Chúng ta phải tìm cho được chúng trở về. Ông Toby bỏ chiếc khăn mười xoa trong tay và bắt đầu khóc. Ông có thể khóc rất dễ dàng. Thôi được, chúng ta sẽ tìm bọn trẻ. Đúng như thế. Viên cảnh sát nói. Nhưng nếu chúng đang ở Ireland thì việc ấy sẽ khó khăn đấy. Viên cảnh sát đi ra. Tôi rất mừng là ngài không đả động gì đến khoản tiền, ngài Burden ạ. Ông Toby nói. Chúng ta phải tìm những đứa trẻ. Bây giờ việc đó là điều quan trọng. Tôi sẽ không ngủ yên cho đến lúc chúng ta tìm thấy chúng. Sau đó, viên cảnh sát gọi điện thoại cho sở cảnh sát ở Dublin. Ông nói với cảnh sát ở Dublin về hai đứa trẻ bỏ bố dưỡng ra đi khỏi nước Anh và yêu cầu họ giúp đỡ, tìm kiếm chúng. Viên cảnh sát quyết định phải đến điều tra ở trường học và nói chuyện với những người láng giềng của ông Toby. Vì vậy cảnh sát ở cả hai nước bắt đầu tìm kiếm Finn và Dover. Tất nhiên, Finn không hề biết gì về chuyện ấy.
7. Chúng tôi vào thành phố. Chúng tôi đi xuống phố. Ở đây có nhiều cửa hàng nhỏ. Tôi đứng lại cạnh một cửa hàng có bán sữa và mua một bình. Em đói, anh Vin ạ. Chúng ta tìm một chỗ để ăn đã. Phía bên kia đường phố, tôi trông thấy một nhà thờ. Chúng tôi băng qua đường đi và vào nhà thờ qua một cửa lớn. Tôi nhìn xung quanh, rẽ về phía trái và thấy một chỗ ngồi. Đó là một nơi không sáng lắm. Bây giờ anh cho em ăn được rồi. Tôi nói với Devon. Đây, em có thể uống nửa bình sữa này. Tôi mở túi xách lấy bánh mì, bơ và một ít thịt. Bây giờ biết đi như thế nào đây? Tôi tự hỏi. Vì không có tiền nên chúng tôi không thể đi tàu hỏa được. Vậy thì phải tìm con đường cùng chạy theo hướng tàu hỏa. Tôi nhớ là có một con đường như thế. Hồi nhỏ khi tàu hỏa ở đây, có lúc tôi thấy cả ba con đường chạy cạnh nhau, đường sắt, đường bộ và đường sông. Tôi nhớ đến những điều ghi trong nhật ký. Chúng tôi rời khỏi tàu hỏa, lên một chiếc xe buýt lớn, đó là một chiếc xe màu xanh. Kết thúc bữa ăn, chúng tôi rời nhà thờ. Chúng tôi đi dọc theo phố, đến ngã tư. Trên một góc phố có ngôi nhà lớn, có nhiều trẻ con trên phố. Thình lình, một quả bóng lớn từ trên cao rơi xuống vào đầu Devon, làm nó ngã lăn ra đất. Tôi đỡ Devon dậy, có một dấu tròn bẩn trên mặt nó. Nó không biết là có nên khóc hay không, và nó đã không khóc. Tôi nhìn xung quanh và thấy một tốp con trai. Một đứa trong bọn nhặt quả bóng dưới đất lên, cắp vào nách, đi lại phía tôi. Đằng ấy có muốn đánh nhau không? Cậu bé hỏi. Tôi suy nghĩ một lát. Không. Tôi lắc đầu. Nhưng quả bóng trúng vào đầu em gái đằng ấy. Cậu bé nói. Ồ, tôi không nghĩ là các cậu muốn làm như vậy. Đúng thế. Vậy thì tại sao lại phải đánh nhau? Cậu bé kia suy nghĩ một chút rồi mỉm cười. Ừ nhỉ. Cậu ta chìa tay cho tôi. Tớ là Paul, đây là Trumpet, Finba, Toten, Rudiger, Casey, Jusik, Blit và Perey. Mình là Finn. Tôi nói. Cậu từ đâu đến thế? Paul hỏi. Từ biển vào. Cậu làm gì ở đó? Chúng tớ đi về miền Tây. Tôi trả lời và nhìn về phía mặt trời lặn. Thế cậu có muốn đá bóng không? Paul hỏi. Có chứ, nhưng các cậu phải bảo cho tớ biết đi về miền Tây như thế nào cái đã. Được thôi, Paul nói. Chúng mình có thể để cả em gái cậu cùng chơi bóng được chứ? Nó không biết đá bóng đâu. Rồi cậu sẽ thấy, Paul nói. Chúng tôi chạy vào một phố rộng, ít xe cộ qua lại, bọn trẻ chơi bóng trên con đường cạnh công viên. Xem này, em cậu có thể đứng ở đây chứ? Nó sẽ làm cột gôn đấy. Tôi ngắm nghía, có ba đứa con gái nhỏ, chúng ngồi trên những chiếc áo khoác của bọn con trai. Hai đứa ngồi ở phía cuối, một đứa ngồi phía ngược lại. Đến đây, Devon. Tôi dắt tay em gái. Có một bé gái nhỏ đang ngồi trên chiếc áo khoác, tóc nó màu đen sẫm. Đây là em tớ, Fiona. Paul giới thiệu. Đây là em gái của Finn. Nó nói với em gái của nó. Con bé đang ngậm tay trong miệng. Tôi đặt quần áo xuống đất. Em ngồi xuống đây, Devon nhé. Em là cột gôn mà. Tôi nghĩ rằng việc để mấy đứa con gái nhỏ làm cột gôn là một ý kiến rất hay. Tôi rất thích đá bóng. Tôi mải chơi đến nỗi quên cả những lo lắng của chính mình. Gia đình chú Tom. Tôi cảm thấy tiếc khi một người đàn bà xuất hiện trong khung cửa sổ. Bà ta gọi to. Paul ơi, về ăn tối đi. Vâng ạ. Nếu con không về, mẹ sẽ ra chỗ con đấy. Bà nói và khép cửa sổ lại. Vâng ạ, chúng con về ngay đây. Tôi ngán ngẩm. Thế là hết, chúng tớ phải đi thôi. Nhưng các cậu ăn tối ở đâu? Paul hỏi. Chúng tớ có thức ăn trong túi đây. Đấy không phải là bữa tối. Paul nói. Hãy đi ăn với chúng tớ đi. Mẹ tớ không phản đối đâu. Tôi suy nghĩ một lát và thấy thích các cậu ấy. Thế cũng được. Tôi nhặt quần áo, cầm cả túi trên tay. Tôi dắt Devon đi theo mấy cậu bạn. Mình đi đâu đây anh Finn?
Đờ Vườn hỏi. Anh em mình đi ăn tối với mấy bạn này. Thế lúc nào chúng ta đến chỗ bà ngoại? Tí nữa. Khi cả bọn vào nhà, Paul nói. Chào mẹ, đây là Finn và em gái của bạn ấy. Các bạn ấy chưa ăn tối đâu mẹ ạ. Đó là một gian phòng rộng, có trần cao. Giữa phòng kê một chiếc bàn gỗ. Mấy đứa trẻ đã ngồi quanh bàn. Tôi nhìn mẹ Paul, cô là một người phụ nữ còn trẻ. Các cháu ngồi xuống đi. Cô bế Đơ Vơn và đặt nó lên ghế cạnh Fiona. Cô vào bếp và mang lên một liễn súp. Cô múc ra đĩa và đặt lên bàn. Món súp này thật tuyệt. Tôi nghĩ cứ như là đã được nếm thử. Mẹ của Paul không ngồi vào bàn. Cô nhìn lũ trẻ khắp lượt. Thật là thoải mái giữa một gia đình như thế này. Chúng tôi bắt đầu ăn bánh mì và mứt. Một lúc sau, cửa mở, một người đàn ông bước vào. Ngay lúc chú ấy bước vào phòng, bọn trẻ liền đứng dậy và xếp thành một hàng ngang. Người đàn ông đi dọc theo hàng, đưa mắt lướt qua chúng, nói: "Đứng cho nghiêm túc vào. Thế, được rồi, bây giờ ăn đi." Chợt nhìn thấy Đơ Vơn, chú hỏi vợ: "Cái gì thế này? Tôi đã nhặt thêm được hai đứa trẻ này từ sáng nay ấy à? Giải thích cho tôi đi Mary." "Thằng Paul đưa chúng về đấy." "Đây là Finn, thưa ba," Paul nói. "Còn đây là em gái Đơ Vơn của bạn ấy." "Cháu là cậu con trai tóc đỏ đầu tiên trong nhà này đấy. Trông rất giống chú." Chú nói và đưa tay về phía tôi. "Còn Đơ Vơn, cháu khỏe chứ?" "Các con đang ăn tối mà anh Tom." Cô vợ nói. "Anh không thể ăn tối rồi hỏi chuyện được sao?" "Finn đến đây từ biển đấy ba ạ." Paul góp chuyện. "Lúc đang chơi bóng, chúng con gặp bạn ấy." "Thế cháu bơi qua biển đấy à, Finn?" Chú Tom cười. "Không phải đâu," Paul vội cải chính. "Các bạn ấy đi tàu thủy đấy." "Cháu hãy kể về bố mẹ của cháu cho chú nghe đi." Tôi chăm chú nhìn chú Tom. Tôi nghĩ chú là một người tốt. Những đứa con rất giống cha. Lúc này chúng đang ngồi quanh chú. Gia đình này thật đầm ấm. Tôi nghĩ thế. "Cha mẹ cháu chết cả rồi ạ." Tôi rụt rè nói. "Ôi, thế là các cháu đi lang thang trên đường phố à?" Chú Tom áy náy hỏi. "Vâng ạ, chúng cháu phải đi bộ vì không còn đủ tiền để mua vé tàu." "Chúng cháu đi đến chỗ bà ngoại," Đơ Vườn nói. "Thế hả? Thôi nhé, bây giờ các cháu ăn đi đã, đừng nói chuyện nữa." Chẳng mấy lúc chú Tom đã ăn xong, chú nói. "Tốt rồi, bây giờ các con đi chơi đi, bà sẽ gặp lại các con." Mấy đứa trẻ chạy đi chơi và chú Tom khép cửa lại. Chú bế Đơ Vơn và ngồi lên một chiếc ghế. "Đơ Vơn này, thế là cháu sẽ đến chỗ bà ngoại của cháu đấy." "Vâng ạ," nó trả lời. "Bà ngoại cháu tốt lắm." "Các cháu bỏ nhà trốn đi hả, Finn?" "Chúng cháu chạy khỏi dượng Toby." "Dượng Toby là ai vậy?" "Dượng ấy lấy mẹ cháu khi ba cháu mất." "Thế bà ngoại các cháu ở đâu?" "Dạ, ở một nơi nào đó trên đất Ireland này. Cháu nhớ là xe buýt đưa chúng cháu đến đó, hồi chúng cháu còn bé tí ấy." "Cháu có biết dượng Toby là người giám hộ hợp pháp của các cháu và ông ta có thể bắt các cháu trở lại không?" "Nếu ông ấy bắt chúng cháu về, cháu sẽ lại trốn nữa." Tôi nói quả quyết. "Dượng Toby hay đánh anh Finn lắm." Đờ Vườn nói thêm. "Chú biết, các cháu có biết điều gì sẽ xảy ra không? Cảnh sát nước Anh đã gọi điện báo cho cảnh sát ở đây và họ sẽ bắt các cháu trở lại." "Cháu không nghĩ là dượng Toby làm việc đó." Tôi nói. "Ông ấy không yêu chúng cháu." Chú Tom nhìn cô Mary, đôi mắt cô buồn buồn. "Chúng cháu sẽ đi đến chỗ bà ngoại." Tôi khẳng định. Cô Mary nói. "Anh Tom, các cháu không thể ở lại đây vì chúng ta ít hôm sao? Cháu gái này bé quá, nếu đi vậy sẽ khó cho cháu lắm." "Hai anh em chúng nó đi với nhau mà." Chú Tom nói. "Có thể là chúng sẽ gặp được bà ngoại, chúng phải cố thôi. À Mary này, em lấy thêm thức ăn vào túi cho chúng nhé." "Các cháu sẽ đi với chú, Finn ạ. Chú nghĩ là chú có thể giúp các cháu. Chú biết là có người thường đi chơi về miền Tây vào ngày thứ sáu hàng tuần."
9. Thám tử Michael. Một người đàn ông rong ròng cao, không mặc áo khoác ngoài và để đầu trần đang đi trên đường phố. Đó là thám tử Michael, có nhiệm vụ đi tìm những đứa trẻ. Ông đã nói chuyện với mọi người trên tàu thủy và trên tàu hỏa. Ông cũng đã nói chuyện với người soát vé, trông thấy hai đứa trẻ. Một đứa con trai tóc đỏ và một đứa con gái không có vé đi tàu. Ông ta còn gặp cả người chủ hiệu mà ở đó Finn đã mua sữa. Ông Michael dừng lại trên đường nhìn đám trẻ đá bóng. Này cháu ơi! Ông gọi bé lớn nhất bọn. Đến đây chú hỏi một chút. Chú gọi cháu à? Paul hỏi. Ừ, chú muốn nói chuyện với cháu. Paul ngẫm nghĩ và đi về phía ông ta. Michael hỏi về hai đứa trẻ, nhưng cậu ta không nói gì. Thám tử Michael gọi điện thoại. Ông là một thám tử giỏi nhỉ? Viên thanh tra mỉa mai hỏi. Ông không thể tìm thấy hai đứa trẻ trên một đất nước nhỏ bé như thế này à? Michael nhún vai. Ồ, điều đó không dễ lắm đâu, thưa ngài thanh tra. Cậu bé đã lên tàu thủy ngay trước mũi các ngài, vượt biển và rời khỏi tàu trước khi các ngài báo với chúng tôi về nó. Tôi chắc rằng chúng nó không phải là bọn ăn cắp. Chúng đã đi từ nhà của chúng kia mà. Tôi cũng cho rằng là những đứa trẻ đó không mang theo gì cả. Viên thanh tra nói. Ông Toby cũng không hề tin tưởng chúng đến mức có thể giao cho chúng tài sản của mình. Thế thì ngài có thể nói gì với tôi về ông Toby? Tôi nghĩ ông ta yêu chúng. Ông ta đã khóc vì chúng. Những người láng giềng nói tốt về ông ấy. Họ bảo ông ấy là một tay đàn ông vui tính. Vậy tại sao bọn trẻ lại chạy trốn ông ta? Finn là một cậu bé hiếu động, thích mạo hiểm và nó là kẻ quyết định mọi chuyện. Những người láng giềng cho biết nó là một cậu bé tốt, học ở trường cũng tốt. Ông Toby cho rằng sự ra đi của chúng là do dòng máu bẩm sinh của người Ireland trong chúng quyết định. Bây giờ thì ông phải tìm chúng, ông Michael ạ. Ông Toby muốn đến đây để chính mắt mình trông thấy hai đứa trẻ. Ông ta yêu cầu sự giúp đỡ của báo chí. Ôi, không thể được. Phải được, viên thanh tra khẳng định. Ông phải tìm cho được bọn chúng và nhanh chóng đưa chúng trở về. Nếu không, chắc chắn ông sẽ không tránh khỏi những điều phiền phức. Ông Michael báo cáo với viên thanh tra tất cả những gì ông đã làm, rồi chợt hỏi. Nhưng việc hai đứa trẻ bỏ nhà đi để tìm bà ngoại chúng thì có gì quan trọng đến thế? Ông Toby muốn tìm chúng trở về. Chúng ta không rõ lý do. Nhiệm vụ của chúng ta là phải tìm chúng. Thế bà ngoại của chúng sống ở đâu? Nếu chúng đến với bà ngoại thì chúng ta có thể chờ chúng ở đấy được chứ? Không thể chờ được đâu, viên thanh tra giảng giải. Ở Ireland này, bọn trẻ cũng sẽ được sự bảo trợ công khai của tòa án như ở nước Anh vậy. Nếu bọn trẻ tìm được bà ngoại chúng, chắc chắn bà ấy sẽ giữ chúng ở lại đó. Và lúc ấy, ông sẽ gặp phải những điều phiền phức khác. Ông Michael ạ, ông Toby không biết bà ngoại chúng sống ở đâu, chỉ biết chắc là một nơi nào đó trên đất Ireland này. Chắc vậy, Michael xác nhận. Cuộc nói chuyện bằng điện thoại đã chấm dứt, song Michael vẫn còn tiếp tục suy nghĩ. Ai cũng nói ông Toby là người tốt, nhưng Michael không thể nào hiểu được nếu vậy thì tại sao hai đứa trẻ lại chạy trốn khỏi nhà? Tại sao chúng lại chạy trốn khỏi nhà nhỉ? Ông Michael tự hỏi, bản thân ông thấy phục cậu bé, song không lý giải được vì sao lại phục cậu ta. Chú Mixer và chiếc xe cũ kỹ của chú. Chúng tôi theo chú Tom đi suốt dãy phố dài, đến một nơi có hàng loạt ngôi nhà nhỏ. Chú Tom dựng xe đạp cạnh một trong những ngôi nhà đó, rồi đi vào nhà. Chúng tôi đứng ở đó đợi, chẳng mấy chốc đã thấy chú trở ra và gọi chúng tôi. Chúng tôi theo chú Tom đi vào sân, ở đó có một chiếc xe cũ kỹ, và ngôi nhà nhỏ bé cũng cũ kỹ như thế. Một người đàn ông to béo bước ra khỏi nhà. Đó là chú Mixer. Chào các cháu, chú nói. Các cháu muốn đi chơi trong những ngày nghỉ hả? Tốt thôi, chú Tom đã nói cho chú biết về các cháu. Chú sắp đi miền Tây. Chú sẽ rất vui nếu các cháu đi cùng một chiếc xe của chú như là những hành khách thực sự. Devon chăm chú nhìn chú Mixer. Chú là một người dễ mến. Chúng tôi thấy có cảm tình ngay từ cái nhìn đầu tiên. Phim này, chú Tom nói. Chú có cả một gia đình lớn như cháu thấy đấy, nhưng chú muốn giúp đỡ các cháu chút ít. Chú Tom đưa cho tôi 10 đồng xi linh.
Không, không, chú đừng làm thế. Chúng cháu có tiền mà. Cháu đã bán một số thứ. Chú Tôm nhét tiền vào túi tôi. Chú tốt với chúng cháu quá. Chú Tôm ạ, tại sao vậy chú? Tôi hỏi. Chú giúp các cháu, rồi các cháu sẽ giúp người khác trong trường hợp họ gặp khó khăn. Đó là một sự tiếp nối không bao giờ kết thúc. Thôi chú đi làm nhé. Chú Mixer sẽ đưa các cháu đi. Chú ấy là một người tốt. Các cháu yên tâm. Nếu các cháu trở lại thành phố này thì hãy đến chỗ chú nhé. Chú Tôm đi ra phố. Chú không nói tạm biệt với chúng tôi. Tôi nhìn theo chú. Nấn ná làm gì nữa các cháu? Chú Mixer nói. Khẩn trương lên thôi. Trước khi trời tối chúng ta phải đi những 50 dặm đấy. Chú bế đưa Vươn lên xe và tôi ngồi cạnh nó. Chú Mixer lái xe rất cừ. Chúng tôi cười vui hỉ hả, còn chú Mixer thì hát khe khẽ. Tôi thấy chú Mixer rất vui vẻ, dễ chịu, không giống như dưỡng Toby. Suốt thời gian trên đường, chú Mixer luôn vui đùa. Chú là một người tốt bụng và chúng tôi thật sung sướng được đi với chú. Trời hầu như đã tối hẳn khi tôi thấy một thành phố phía trước mặt. Chúng ta dừng lại một lát đã, chú Mixer nói. Chú có vài việc phải làm, sau đó chúng ta sẽ rời thành phố và đậu xe dưới một tán cây cạnh dòng sông, sửa soạn chỗ ngủ đàng hoàng ngay trong xe. Sáng mai chúng ta lại tiếp tục lên đường. Thế nào, các cháu có thích không? Chàng Phin trẻ tuổi. Ô, thích lắm ạ. Tôi trả lời. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ tìm được bà ngoại một cách dễ dàng thôi. VTC Now.